Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách. Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa ở giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị kỳ giáo và nhân văn. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Hướng đến một hội thánh công giáo đích thật, khoa giáo hội học cho thiên niên kỷ thứ ba của tác giả Thomas Raus dòng tên Nguyên tắc To what a truly Catholic Church, an Ecclesiology for the Third Millennium được chuyển ngữ bởi Linh Mục Đa Minh Nguyễn Đức Thông Kính thưa quý thính giả, cha Thomas Rauch, linh mục dòng tên, sinh năm 1941, hiện đang là giáo sư thần học công giáo tại Đại học Mary Chilton và Viện Đại học Loyola Marymount tại Los Angeles. Ngài đã cho xuất bản 22 quyển sách và hơn 280 bài viết. Độc giả Việt Nam không xa lạ gì với tác giả nổi tiếng thế giới này vì một số sách của Ngài đã được dịch sang tiếng Việt, trong đó có những quyển như Dẫn vào thần học, Đức Giêsu là ai, và đạo Công giáo Thiên niên kỷ thứ ba trong quyển hướng đến một Hội thánh Công giáo đích thật ngài đã cho thấy rất rõ thế nào là Hội thánh Công giáo Hội thánh này hiệp thông với các Hội thánh và các cộng đoàn Hội thánh ra sao thời kỳ tục hóa này có tác động thế nào đối với Hội thánh Công giáo toàn cầu và làm thế nào để dung hòa giữa những căng thẳng giữa Hội thánh Công giáo đích thật với các Hội thánh khác giữa hiệp đoàn tính của các giáo mục và quyền tối thượng của Đức Giáo hoàng giữa thừa tác vụ của Hội thánh Công giáo với thừa tác vụ của các hội thánh khác và những điều kiện để trở thành hội thánh công giáo đích thật của thiên niên kỷ thứ ba này. Giờ đây chúng ta cùng đi vào phần nội dung chương thứ 9 của cuốn sách với tựa đề Một hội thánh công giáo đích thật. Bác giả viết, hội thánh hôm nay đang sống trong một thế giới rất khác với thế giới thuộc thế kỷ vừa qua. Các mạng truyền thông không ngừng gia tăng, đang hợp nhất các dân tộc trên toàn thế giới, thống nhất các nền kinh tế, các thị trường tài chính, và các hệ thông tin vẫn đang góp phần cho hiện tượng được gọi là toàn cầu hóa. Đồng thời, một số thần học gia cũng thấy hiện tượng tương tự đang tác động trên hội thánh, cùng với việc một hội thánh có tính hoàn vũ đã xuất hiện rồi. Trong chương này, tác giả muốn đào sâu một số gợi ý về việc toàn cầu hóa đối với Ecclesia Catholica, một hội thánh hoàn vũ là một hội thánh công giáo đích thật. Khi nói về tích cực và tiêu cực về toàn cầu hóa, tác giả viết, Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II kêu gọi chú ý tới cả những ám chỉ tích cực và tiêu cực của việc toàn cầu hóa về kinh tế. Cách tích cực, toàn cầu hóa đem theo mình tính hiệu quả, việc gia tăng sản xuất và các mối liên hệ giữa các quốc gia có thể đem lại sự đoàn kết hơn nơi các dân tộc. Tuy nhiên, nếu toàn cầu hóa bị các quy luật thị trường được áp dụng, chỉ để những người có uy thế chấp nhận, thì hậu quả chắc chắn chỉ có thể là tiêu cực thôi. Sự đe dọa người ta cảm nhận được từ việc toàn cầu hóa đối với các căn tính văn hóa và tôn giáo đều đưa tới một sự hồi sinh của chủ nghĩa quốc gia và chủ nghĩa chính thống về tôn giáo, Hồi giáo Hindu do Thái giáo và Công giáo, và như thế cũng đưa tới sự chia rẽ lớn hơn. Kết quả là sự thù địch và đương đầu giữa các dân tộc. Ngày nay tại nhiều quốc gia, kỳ tổ hữu bị quấy rối, ngăn chặn không cho loan báo tin mừng, hay làm cho người ta trở lại, hay là nạn nhân của cuộc bạo động phe phái. Hay khi nói về hội thánh và toàn cầu hóa, tác giả viết, toàn cầu hóa có ý nghĩa gì đối với hội thánh? Theo một số cách thì toàn cầu hóa phản ánh một hiện tượng tương tự, việc xuất hiện một hội thánh toàn cầu. Walter tiên đoán phong trào này của hội thánh hướng đến bán cầu phía Nam với trung tâm hấp lực của nó trong thế giới thứ ba. Nhưng nếu hội thánh thứ ba này xuất hiện trong các quốc gia mới độc lập thuộc thế giới thứ ba, thì đó là một hội thánh đang đương đầu với những thách thức mênh mông do khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, do sự tham nhũng khắp nơi, do các chế độ đàn áp và do sự bạo động có tổ chức kèm theo tạo nên. Sự đa dạng của hội thánh toàn cầu với những cách diễn tả mới về hội thánh xuất hiện tại Phi Châu, Á Châu và Châu Mỹ Latin đã trở nên ngày một rõ ràng hơn, vì các hội thánh này sẽ bắt nguồn từ các nền văn hóa khác nhau, nên địa vị xã hội của hội thánh ấy sẽ nâng cao các nền thần học về bối cảnh, thường khác với nền thần học truyền thống phương Tây về khái niệm và quan tâm. Nhưng chính sự đa dạng này cũng đem theo mình một loạt thách thức riêng của nó. Vậy còn Hội Thánh Công giáo Roma, tác giả viết, đối với Hội Thánh Công giáo Roma nói riêng, việc thống nhất các khoa thần học và các cách tiếp cận những vấn đề mục vụ khác nhau sẽ làm bật lên những căng thẳng giữa các hội thánh địa phương hay vùng miền với Roma. Nhưng việc toàn cầu hóa muốn nói rằng, hội thánh của Đức Kitô ít nhất cũng có tiềm năng trở thành một hội thánh hoàn vũ đích thật, một Ecclesia Catholica ấp ủ một sự đa dạng khó tin của con người. Đồng thời, một số cộng đoàn vì sợ thay đổi và sợ đánh mất căn tính riêng sẽ chống lại yêu cầu phải có một hội thánh công giáo đích thật hay chống lại cả ý tưởng về một sự hợp nhất hữu hình. Như vậy, thách thức đối với hội thánh công giáo là gì? Một trong những thách thức đối với hội thánh công giáo Roma với tư cách là sự hiệp thông các hội thánh trên toàn thế giới, đó là làm thế nào để cân bằng địa phương và phổ quát, hiệp đoàn và quyền tối thượng. Các hội thánh thuộc vùng miền và quyền bính của Roma. Sự xuất hiện của các nền thần học bối cảnh địa phương làm tăng thêm căng thẳng ấy thách thức đối với hội thánh công giáo hiện vẫn là hội thánh phải làm thế nào để có thể duy trì sự quân bình giữa những cách diễn tả có tính toàn cầu và địa phương về hội thánh. Hội thánh có thể nâng đỡ và khích lệ việc xuất hiện các cách diễn tả đích thật về hội thánh trong các nền văn hóa khác nhau thế nào để khi chấp nhận những khác biệt về luật, phụng vụ và cách diễn tả thần học vẫn không phải hy sinh sự hiệp thông của hội thánh công giáo với tư cách là một hội thánh của toàn thế giới. Robert Schreider cho rằng một khái niệm canh tân về công giáo tính có thể cung cấp chìa khóa để đáp ứng những thách thức của một hội thánh toàn cầu. Hai khía cạnh truyền thống của công giáo tính, việc trải rộng khắp thế giới và sự viên mãn về đức tin cần phải được hiểu sâu hơn. Việc trải rộng khắp thế giới có những ám chỉ quan trọng đối với những vấn đề về hội nhập văn hóa và sự căng thẳng giữa các hội thánh địa phương và Roma ta đã bàn tới. Nếu các nền văn hóa đa dạng, ít ra cũng là những máng chuyển đức tin dù bất toàn, thì một hội thánh toàn cầu phải tôn trọng các nền thần học địa phương và cách diễn tả đa dạng về văn hóa. Tác phẩm gồm 11 chương, trong đó đề cập đến những tông huấn và các vấn đề như Lumen Gentium, Gaudium Espes, các ẩn dụ và mô hình về hội thánh, sự hiệp thông trong thân mình Đức Kitô, thừa tác vụ tông đồ của hội thánh, việc bảo vệ truyền thống tông đồ, những đặc điểm của hội thánh, đón nhận và hiệp thông, một hội thánh công giáo đích thật, các thách thức đối với hội thánh Kitô giáo khác và những thách thức hội thánh công giáo Roma phải đương đầu thưa quý thính giả, tác phẩm hướng đến một hội thánh công giáo đích thật, với sự rõ ràng, dễ tiếp cận và sâu sắc đặc biệt, Charles giúp chúng ta hiểu được những điều chủ yếu nhất của đức tin Kitô giáo trong một hội thánh và thế giới đang được đánh dấu bằng sự phân cực và mâu thuẫn này, ước mong rằng quyển sách này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho những người đang tha thiết với đức tin, với hội thánh công giáo và sự hợp nhất của hội thánh Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm hướng đến một hội thánh công giáo đích thật có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng, hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại.